Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trước tiên hết thì Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Nếu như các anh chị và các bạn có xem đoạn video clip trước thì mình có hướng dẫn mọi người cái cách tải Zoom trên điện thoại. Ngoài ra mình còn có cái cách tải Zoom trên laptop nữa. Và Nga biết rằng trong cái việc mà các anh chị và các bạn dạy trực tuyến online thì nó rất là hữu ích cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, trong cái thời điểm mà mình đang bị dịch. Nhưng trong cái khi mà các anh chị dạy thì chính bản thân mình cũng biết rằng là cái việc dạy đấy rất là tốt, Zoom rất là tốt, rất là hay, có nhiều cái tính năng rất ưu việt ở trên Zoom. Có nghĩa là trong một cái màn hình của Zoom thì các anh chị và các bạn có thể dạy được maximum 100 bạn. Ví dụ như trong Zoom nó có ba cái loại mức. Thứ nhất, đầu tiên mình muốn nói với anh chị các bạn là khi sử dụng Zoom mình được free, nhưng mà trong cái phần Zoom nó sẽ người ta sẽ bán cái bản quyền đó ra, người ta cho người sử dụng có ba hạn mức. Một là thứ nhất là sử dụng free thì thời gian sử dụng chỉ trong vòng 40 phút. Thứ hai là mình trả tiền. Trong bản phiên bản trả tiền thì mình sẽ có hai mức, mà mỗi một mức dạy nó một có những cái tính năng khác nhau và giá dao động của cái mức sử dụng của mình nó phí thì tầm khoảng 17 đô cho đến tầm khoảng 25 đô. Và tùy tính năng các anh chị và các bạn muốn như thế nào và ra làm sao. Ngoài ra trong Zoom nó người ta cũng có cho các anh chị và các bạn mua ai mua một cái khoản dự trữ ở trên đám mây, tại vì hiện giờ tất cả các nền công nghệ của mình bây giờ, ví dụ như từ Google ha, của Apple hay là những cái công ty về phần mềm khác, và người ta đều tạo một cái kho dự trữ ở trên đám mây và Zoom cũng có bán. Rồi cái việc đó thì mình bỏ qua một bên, và hôm nay mục tiêu của Nga là Nga muốn nói với các anh chị và các bạn một cái điều. Tất nhiên Nga mình biết rằng trong những ngày vừa qua và ở một số trường, đặc biệt là ở giai đoạn ở tiểu học, thì một số trường cũng đang áp dụng sử dụng Zoom để mà giảng dạy. Nhưng mọi người cần phải lưu ý một điều, khi mọi người học đến Zoom thì mọi người rất là thích thú, rất là hay. Thì nãy Nga có nói rồi, nó không có gọi là không có dở, Zoom rất là hay, nhưng nó sẽ có một cái khi quá trình giảng dạy thì các anh chị và các bạn sẽ gặp một số cái trường hợp như thế này. Đầu tiên đó là tốc độ về wifi. Nghe nói luôn, khi giải trình Zoom thì yêu cầu tốc độ wifi mình phải khá mạnh. Nếu như các anh chị và các bạn là cái chủ host, có nghĩa là cái người chủ phòng Zoom đấy, cái người quản lý phòng, thì cái wifi của nhà các anh chị và các bạn hay chỗ làm bắt buộc phải tốc độ cao. Ví dụ như ở nhà mình tốc độ wifi của mình là 50 đến 60 mê của wifi của ở nhà mình. Nhưng khi tốc độ wifi của mình rủ như cái chị bị rớt xuống một cái thì toàn bộ là cái Zoom đó các chị sẽ bị rời khỏi phòng. Nhưng khi các chị rời khỏi phòng đó thì các có nghĩa rời khỏi phòng không có nghĩa là các chị đóng phòng, có nghĩa là những người đang vô học, những em đang vô học thì vẫn còn ở trong phòng, nhưng các chị sẽ bị sai out và các chị sẽ điều khiển không được. Đó là đối với người quản phòng. Và việc thứ hai đó là người vô học. Ví dụ như người vô học ở nhà người ta, cái tốc độ wifi ở nơi đó nó không có cao, nó bị tầm khoảng nha, ví dụ như có khoảng 10 hay là 7 hay là 8 hay 6 tùy từng chỗ, tùy từng vùng. Và khi đó các em hoặc là những người học sẽ sign in vào thì tự động nó sẽ dâng trở ra. Và thứ hai là khi đấy thì chất lượng âm thanh và hình ảnh sẽ không cao. Rồi, để khắc phục như thế thì mình phải làm như thế nào? Đầu tiên thì khi vô thì mọi người nên test cái tốc độ wifi ở nhà. Đối với điện thoại thì các anh chị có thể download cái app Speed Test và các anh chị sẽ test cái chất lượng wifi là việc thứ nhất. Việc thứ hai là ngay cả trên laptop các anh chị cũng có thể test bằng Speed Test và các anh chị sẽ test để biết tốc độ wifi của nhà mình và sau đó mình sẽ chỉnh. Và việc quan trọng nữa là khi các anh chị sử dụng đối với trên phone thì các anh chị cũng phải lưu ý là cái dung lượng kênh RAM của mình cũng tương đối là khá khá rộng để chi để cái Zoom nó có thể chạy được. Tại vì các anh chị biết rằng khi các anh chị mở một cái trình một trên điện thoại mà gồm có nhiều trình,
cùng chạy một lượt thì dung lượng RAM sẽ ít, và như thế thì zoom nó sẽ chậm và nó sẽ gây ra tình trạng như là rớt nè, lắc nè, âm thanh nghe không rõ nè. Đó là cái tính năng của là cái điều bất cập của zoom. Rồi, cái việc thứ hai Nga nói luôn, sử dụng phiên bản free không phải là không có lợi, nhưng sử dụng phiên bản free nó sẽ có một cái điều bất cập xảy ra. Có nghĩa nếu chị không mua, các anh chị sử dụng free thì chính bản thân mình đã sử dụng hổm rài và mình sẽ sử dụng gần 5 6 tháng nay, thì khi các anh chị xài giai đoạn đầu thì nó rất là dễ dàng. Nhưng nghe trở lại là hồi nãy cái mạng nó yếu, hổm rài của mình á, mình cứ bị sign out, và khi khi đó thì khi mà mình sign in lại sau này á, cái khi mà các anh chị xài một thời gian thì mình không biết là Zoom họ có chặn hay không. Thì khi các anh chị vô thì cái lần đầu tiên thì rất là nhanh, nhưng mà lần sau các anh chị vô mở phòng hoài mở phòng không được, cái đó là Nga bị tình trạng hổm rài. Rồi, và việc thứ hai đó là đối với người quản lý phòng, còn đối với người học như thế nào? Người học sẽ rơi vào tình trạng như thế này. Ví dụ như các anh chị đang học 40 phút, sau đó các anh chị xài free mà bị nhảy ra. Nhảy ra thì các anh chị mở phòng trở lại, mở phòng trở lại các anh chị sẽ gặp một cái, thứ nhất là nhiều khi các anh chị quên, các anh chị giật không khóa cái chế độ pass ID cũ á, thì các anh chị mở một cái ID mới, thế là người học người ta không vô được, là việc thứ nhất. Việc thứ hai, khi cái đang học mà nó xảy ra cái việc mà 40 phút xong thì người học họ cũng thoát ra khỏi phòng, mình cũng thoát ra khỏi phòng, mình mở một phòng đó lại. Nhưng đặt trường hợp, có những trường hợp như là khi vô thì điểm danh lợi có thể bị thiếu một vài bạn do tình trạng connect ở nhà nó thay đổi, và nó có nhiều yếu tố khác. Đó là một cái. Rồi, còn một cái thứ ba của trong Zoom mà mình thấy, đó là tình trạng mình đã nhận thấy chính hổm rài trong những thầy cô nói là tôi xài Zoom hôm nay cúp điện. Nga cũng xin nói luôn, Zoom có hai chế độ sử dụng trên laptop. Có nghĩa là đầu tiên laptop có thể quản lý được tất cả, các anh chị có thể quản lý trên laptop rất ok, và tính năng của Zoom trên laptop rất hay và có thể quản lý hết tất tần tật mọi thứ. Nếu như các anh chị có điều kiện xem kỹ và các anh chị tìm hiểu kỹ thì Zoom nó rất là hay trên cái laptop. Nhưng rủi off một cái, không mạng, không gì hết thì mình làm sao? Ví dụ cúp điện thì tất nhiên cúp điện cái cục wifi ở nhà mình sẽ không ok. Nhưng mình còn một cách nữa, đó là mình sẽ sử dụng điện thoại. Điện thoại đó các anh chị cũng có thể vô trở lại bằng cái ID cũ của mình, bằng cái email cũ của mình. Và khi đấy thì cái email và cái password cũ khi mà mình đi vào thì cái phòng của mình vẫn là như thế, thì các anh chị có thể connect với các em. Và việc thứ hai, có cái cục sạc dự phòng kế bên. Các anh chị có thể ghim cái cục sạc dự phòng bằng cái đồ dây sạc kết nối vô đây, và các anh chị có thể quản như thường. Và khi ấy các anh chị phải set cái speaker khi đi vô Zoom là dùng trên máy điện thoại của mình, thì mọi cái diễn ra rất bình thường và quản lý học sinh rất bình thường. Rồi, việc cuối cùng là mình muốn nói là việc quản lý và kiểm soát học sinh. Tại vì trên Zoom nó có một cái tính năng rất là hay là khi các bạn đó sign in trở lại á, thì mình sẽ biết được. Nhưng khi mà nghe nói trường hợp mà xài free 40 phút out rồi xong, sau đó khi vô in lại học thì có đủ số lượng học sinh hay không là việc thứ nhất. Và việc thứ hai nữa là khi học thì một số bạn các bạn đó sẽ ẩn hình đi, không muốn mở màn hình, mình cũng không thể nào connect với các em được. Do đó là nếu như giáo viên thì mình sẽ yêu cầu các em phải mở trực tuyến. Còn đối với các chị họp hành thì điều đương nhiên, cái phép lịch sự và cái nguyên tắc của họp là phải trực tuyến, là phải thấy hình ảnh những người đối diện của mình để mà mình giao tiếp cho nó dễ dàng. Cái đó là mình đã nhìn thấy. Và Nga xin tóm lược lại. Đầu tiên, điều bất cập của Zoom đó là Wi-Fi. Wi-Fi phải tốc độ cao thì chạy trên Zoom mới mượt và không bị lắc. Việc thứ hai, khi các anh chị xài Zoom sẽ có trường hợp là xài phiên bản free. Phiên bản free thì được 40 phút, và 40 phút khi mà học thì mình sẽ dăng ra khỏi phòng và mình phải
tạo lại phòng mới và người ta phải nhập vào, và như thế sẽ rơi vào tình trạng sẽ có một số bạn sẽ không vô được. Tại vì sao? Có thể do tín hiệu hoặc wifi hoặc do bất cứ nhiều cái nó có thể diễn ra và mất công mình. Do đó nghe cũng lời khuyên là mình nếu có được thì các anh chị và các bạn nên mua phiên bản sử dụng full luôn, có nghĩa là các anh chị mua 17 đồng nhưng các anh chị được sử dụng unlimited thời gian, sử dụng 24 trên 24, và các anh chị một cái hot của anh chị có thể được là 100 người và các anh chị không lo gì hết cả. Rồi, cái việc thứ ba nữa là cúp điện. Nếu như cúp điện thì mình từ laptop chuyển sang điện thoại được, và kế bên là có cục dự phòng, nhớ setup âm thanh. Việc thứ tư là việc kiểm soát người học, đặc biệt là với các em học sinh thì các anh chị và các bạn nên nói các em mở màn hình lên và tắt mic để tránh tình trạng là âm thanh nó bị nhiễu. Khi bạn nào muốn phát biểu thì giơ tay, click cái nút giơ tay, thế là các em sẽ phát biểu được. Đó là một số điều bất cập mà của Zoom mà chính bản thân mình đã nhìn thấy, và đây Ngài muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn một số điều đấy, và mong rằng đây là những cái mà các anh chị giúp cho các anh chị và các bạn trong những ngày tháng sắp tới, hỗ trợ các em học sinh có thể học được trên Zoom thật là dễ dàng. Đặc biệt là các anh chị và các bạn mới tiếp cận với Zoom thì các anh chị và các bạn cứ việc tìm hiểu, và có gì không rõ các anh chị và các bạn có thể gửi lời nhắn ở dưới cái video này, Nga sẽ hướng dẫn mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người. Nếu các anh chị và các bạn muốn theo dõi những video clip kế tiếp thì các anh chị các bạn có thể subscribe. Rồi, thank you mọi người. Xin chào ạ.